Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về món ngon của lợn nha. Thì hôm nay là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chiên trứng vịt ấp la nha mọi người. Đó, đập các bạn đập nhẹ nha, để không là nó bị bể cái dòng đỏ trong nha mọi người. Đó, hoặc là cái dòng vàng cũng được nha mọi người. Sau đó các bạn bỏ lên nè, các bạn chiên cho nó giòn, thịt giòn, giòn cho cái mặt, cái lớp đầu tiên trước nha mọi người. Rồi bạn nào muốn mà cái hồng đào của mình á, cái hồng đào của mình á, nó không được gọi là nó không được sống quá thì các bạn chờ một chút xíu nữa để nó giòn cái mặt dưới đi, nó giòn mặt dưới chút xíu đi. Sau đó các bạn từ từ nè, các bạn chuẩn bị một cái muỗng nè, đó các bạn chuẩn bị một cái muỗng đi ạ. À, bây giờ mình lắc qua lắc lại cho nó giòn nha mọi người. Đó, sau đó các bạn chuẩn bị một cái muỗng nè. Đó, trời ơi, chuẩn bị một cái muỗng nè, hất miếng dầu lên cái lòng đỏ nha mọi người. Hất cái miếng dầu lên cái lòng đỏ nó sẽ vàng, nó sẽ chín cái lòng đỏ mặt ngoài nha mọi người, nhưng mà mặt trong nó vẫn hồng đào nha mọi người. Ăn kiểu này rất ngon nha mọi người, ăn với cơm tấm nè, ăn với bún nè, nói chung ăn với món gì cũng được, ăn với mì gói cũng được, hoặc là ăn bánh mì cũng được nha mọi người. Món này là rất dễ ăn, nó không có kén gì nha mọi người, mà rất là ngon nha. Đó, chiên rất dễ nha mọi người. Rồi mọi người thấy ổn thì mọi người nhớ chia sẻ, like, share giúp lợn nha mọi người. Bạn nào thấy khác với cách làm của mình thì bạn comment ở phía dưới giúp lợn nha mọi người. Rất ngon nha, rất ngon nha. Đó, nó giòn rồi đó, giòn rụm luôn thấy không ạ. Đó, rồi bạn nào muốn mà được hai lớp giòn luôn thì các bạn lật qua lại, còn không thì các bạn như vậy là ok nha mọi người. Đó, chúc mọi người thành công nha mọi người. Rồi đó, các bạn thấy không ạ, bây giờ để bạn đợi một chút xíu nữa là nó giòn cái mặt đó, nó giòn rồi đó các bạn. Giờ nè, các bạn cầm đũa nè, các bạn dở qua mặt bên trên nè, các bạn chiên khoảng tầm 30 giây nữa thôi, chỉ cần 30 giây nữa thôi là bắt đầu nó giòn hai lớp rồi. Nhưng mà cái trứng, cái lòng đỏ của mình nó vẫn hồng đào nha mọi người, ăn rất ngon nha mọi người, thèm chảy nước miếng luôn đó mọi người ơi. Cái này mà ăn cơm nè, mì quảng, nói chung là mì quảng thì phần lớn người ta ít ăn lắm, cơm nè, bún nè, bánh mì nè. Những cái món đó là ăn với trứng là số dắt luôn nha mọi người, ăn với mì gói là khỏi chê luôn nha. Chiên với cái này rất là ngon nha mọi người, vừa giòn nè, cái dòng đỏ lại nó còn hồng đào nè, cực kỳ nha. Bạn trẻ nào mà thích thì các bạn có thể làm theo nha mọi người, chứ cái này quá dễ rồi đúng không. Mình hướng dẫn chủ yếu để cho vui thôi, chứ thật sự bạn nào cũng biết làm đúng không. Bạn nào chưa biết làm thì cố gắng làm theo cách lợi để coi có bị có khác gì hay không, rồi comment nha mọi người.